Bắt đầu từ cuối năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai thử nghiệm trạm kiểm nghiệm nhanh thực phẩm tại một số khu chợ dân sinh. Đây là hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và đặc biệt là các thực phẩm có sức tiêu thụ cao và có thêm cơ sở truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Tuy nhiên, hơn nửa năm thực hiện thì những trạm kiểm nghiệm này đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên. Trạm kiểm nghiệm thực phẩm tại chợ Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu được bố trí gần chỗ mua bán thực phẩm tươi sống để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các chất cấm như stabuntamol, phocmol, hàn the, phẩm màu. Qua kiểm tra ngẫu nhiên nhiều mẫu thực phẩm, ban quản lý chợ chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm dư lượng chất cấm. Để trạm duy trì hoạt động, hóa chất kiểm nghiệm được Sở Công Thương cung cấp, còn lại các chi phí khác do chợ Rạch Dừa trích từ nguồn tự thu của chợ. Anh em tôi là có 4 anh em là thường xuyên thế là túc trực ở cái phòng xét nghiệm này để coi thế là làm cái sản phẩm mà test nhanh để coi thế là cho bà con coi thế là tin tưởng vào chợ của chúng tôi. Các chỉ tiêu test nhanh ở chợ là đều là âm tính hết. Bây giờ là chợ là chỉ chờ cái kinh phí của thành phố cấp thì chợ sẽ hoạt động nó bài bản. Tại chợ Bà Rịa thì sau khi lắp đặt và chạy thử nghiệm trạm kiểm nghiệm thực phẩm, trạm án binh bất động. Nguyên nhân được ban quản lý chợ Bà Rịa giải thích, nhân viên ban quản lý chợ phải kiêm nhiệm nhiều việc nên không thể chuyên tâm vận hành thiết bị kiểm nghiệm. Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất vẫn là do nguồn kinh phí hỗ trợ nhân viên trực trạm chưa được tính toán.